này Dũng Ròm giật con cá này, Dũng Ròm hết hồn, đưa lên lúc cái trên luôn nè. Thế thôi nãy xảy con tiêu rồi. Cá tao đùng luôn, quá đã luôn. Đây cá tao đùng này cả nhà, đùng con thứ hai. Hello Dũng Ròm, chào cả nhà. Cả nhà ơi, bữa nay Dũng Ròm đi câu cá rô nha cả nhà. Bữa nay không có Thảo Chiếu ở nhà, Dũng Ròm đi câu mình với con trai. Chở con trai câu che luôn. Chở con trai theo đi, nó đi với hai mẹ con nói chuyện cho vui. Cả nhà cùng theo dõi Dũng Ròm câu cá nha. Hôm nay mình câu có cá nha cả nhà. Rồi bây giờ mình đã có sẵn cần câu rồi nè, bây giờ mình đi thôi. Bữa nay Dũng Ròm chiến thắng rồi. Đây cả nhà ơi, con cá đầu tiên của Dũng Ròm nè. Để mẹ múc nước. Đó, ăn chạy rộn rộn thôi. Được một con nữa cả nhà ơi, trời ơi. Cái này Dũng Ròm giật con cá này, Dũng Ròm hết hồn, đưa lên lúc cái trên luôn nè. Hồi nãy thấy con tiêu rồi. Cá tao đùng luôn, quá đã luôn. Đây cá tao đùng này cả nhà, đùng con thứ hai. bữa nay thất thu rồi cả nhà ơi. Bữa nay từ sớm giờ Dũng Ròm con được có 3 con à. Giờ con trai đói bụng rồi, bây giờ con trai nói mẹ ơi đi về thôi, Dũng Ròm đi về. Coi mặt đói bụng nè. Mặt đói bụng thất thiểu rồi nè. Nói Dũng Ròm chào cả nhà nghe, giờ về chứ giờ nó đói bụng rồi. Trai mình đói bụng rồi, không có còn câu nữa cả nhà ơi. Dũng Ròm về đây.